Võ sĩ của nước chủ nhà Campuchia đang thi đấu với một thế tấn vô cùng nhanh nhẹn trước Minh Hiếu của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là vận động viên Nguyễn Minh Hiếu của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Round 1 sẽ thi đấu nội dung dưới đảm với võ sĩ của nước chủ nhà. Liên tục là những tình huống dồn ép của võ sĩ nước chủ nhà đối với Minh Hiếu. Đây là nội dung 69kg nên những cú đánh của hai võ sĩ là rất nặng đòn. Võ sĩ của nước chủ nhà Campuchia đang thi đấu với một thế tấn vô cùng nhanh nhẹn trước Minh Hiếu của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Những nội dung đánh dưới đảm này thì hai võ sĩ sẽ không được đánh quá mạnh mà chỉ được đánh với lực vừa đủ, không gây sát thương cho đối phương và tính điểm. Hiện tại trên bảng điểm thì Minh Hiếu của chúng ta và võ sĩ nước chủ nhà đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Và Minh Hiếu vừa có được 2-0 tròn chính sau những đòn đánh trúng liên tiếp. 2-0 là số điểm mà đại diện của Việt Nam đang giành được trước võ sĩ đến từ nước chủ nhà Campuchia. Vẫn tỷ số đang là 2-0. 3-0 được cho đại diện của Việt Nam. Đây là nội dung đại diện của Việt Nam vẫn đang dẫn đối phương đến 3-0. Và vừa rồi đại diện của nước chủ nhà đã giành lại một điểm, 2-1 dành cho võ sĩ nước chủ nhà Campuchia. Mình yếu của chúng ta cần phải chỉnh trang lại chiếc mũ của mình. Đây là nội dung live kick, low kick, xin quý vị và các bạn, các võ sĩ sẽ được tính điểm sau những tình huống phá trụ, những tình huống đá vào chân đối phương một cách rành mạch, rõ ràng và chính xác. Hiện giờ thì trên bảng điểm thì võ sĩ của nước chủ nhà Campuchia đang thua võ sĩ của Việt Nam Minh Hiếu với tỷ số là 2-1. Phản ống rất chính xác, vẫn bảng điểm vẫn chưa nhảy. Ngay lúc này thì hiệp thi đấu đầu tiên đã khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đại diện của Việt Nam. Quý vị và các bạn đang được thấy điểm khi võ sĩ của chúng ta đã bắt đối phương với tỷ số 2-1. Anh Dương còn bảng điểm, anh Dương bảng điểm. Hai một đang là số điểm của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại nội dung live kick này. Quý vị và các bạn đang theo dõi võ sĩ Nguyễn Minh Hiếu của đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tại nội dung low kick tại giải Asia Kickboxing Championship được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh. Địa điểm là sân vận động Olympic Stadium tại thủ đô Phnom Penh. Đẹp của võ sĩ nước chủ nhà, nhưng Minh Hiếu của chúng ta với lợi thế về thể hình đang là võ sĩ chiếm nhiều ưu tiên. Những cú phang ống đang được Minh Hiếu sử dụng tung về phía đối phương. Tỷ số vẫn là 2-1, cái võ sĩ chưa có những cú đánh chính xác, rõ tiếng rõ điểm nào cả.
Trọng tài đang yêu cầu võ sĩ của nước chủ nhà phải nghe trọng tài nhiều hơn. Tỷ số vẫn là 2-1 trên bảng điểm. Những tình huống đổi đòn đá, nhưng điểm đến vẫn là những tình huống phang vào trụ. Thì đây là nội dung low kick, những cú đá thấp vào trụ sẽ giành được lợi thế. Và võ sĩ của chúng ta vẫn đang dắt võ sĩ của nước chủ nhà với tỷ số 2-1. Đá chính xác của Minh Hiếu, bảng điểm vẫn chưa nhảy. Ôm đối phương lại cầm nhịp của Minh Hiếu. Đại võ sĩ vẫn tích cực đổi đòn. Cú đạp chặn của Minh Hiếu. Một vẫn đang là điểm số của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vẫn là những tình huống di chuyển rất hợp lý của Minh Hiếu. Cú đá vào đầu rất đẹp của Minh Hiếu. Một hiệp thi đấu thứ hai đã khép lại, vẫn chưa khép lại và còn 2 giây cuối cùng. Lúc này thì thời gian của trận đấu mới khép lại. Những cái vỗ tay, những cái like của ban huấn luyện đang được đưa về phía Minh Hiếu. Các anh vẫn đang dẫn đối thủ của nước chủ nhà với tỷ số 2-1. Lucky man minus 51 kg, ladies and gentlemen, please welcome the red corner. Bỏ đi trên sàn. Thế thì bị quay kìa. Ladies and gentlemen, please welcome. Được, quay đi, quay đi. Đây là võ sĩ nước chủ nhà. Võ sĩ của chúng ta vẫn đang dắt với tỷ số là 2-1. Võ sĩ của Campuchia còn phải chỉnh trang lại trang phục. Cú đá rất chuẩn xác, cú đấm cũng rất sắc bén của cả hai võ sĩ. Nhưng số điểm vẫn là 2-1, khi đại diện của Việt Nam vẫn đang dắt trước đối phương một đòn phang ống chính xác. Và tiếp tục là những đường đánh chính xác, 1 phút 15 giây cuối cùng. Một phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ ba, nơi mà Nguyễn Minh Hiếu của chúng ta vẫn đang dắt đối phương với tỷ số 2-1. Yeah.
có sự yêu thích rất